Xin chào cả nhà ơi. Hôm nay mình ra biển đó nha. Thì mình ở trong Ba Hòn, mình mới ra tới ngoài đây nè. Thì ra biển mình sẽ quay mà video của ốc đồ đánh bắt mực tuột như thế nào, mình quay cho cả nhà xem nha. Thì đây là trong Ba Hòn mình mới chạy, mới vừa ra khỏi hồ chút xíu nè, chạy ra cái lặn đánh nha cả nhà. Thì ở đây thì nó gần với cái trụ điện, mình quay sẵn đây, mình quay cho cái nhà xem luôn. Thì cái trụ điện xa xa này là nó làm xuyên qua tới đảo Quốc nha cả nhà. Đó, đó đường điện nha, là đường điện thẳng gan rất là đẹp nha cả nhà. Đây, quay cho cả nhà xem. Đó, không, đây là nó đường điện này nó sẽ chạy dài qua tới mà Phú Quốc luôn nha cả nhà. Thì đây là ngay cái lần này mình chạy ra đánh. Đây, ba bên bốn phía toàn là hòn đảo nha cả nhà, là trong Ba Hòn nha. Đây, đó là Đại Cộng. Còn này là ốc nha cả nhà. Đó, ốc. Con ốc này là để đánh bắt mực tuột nha cả nhà. Đó. Đây, chỉ buộc dây vô cái vỏ rồi đầu mình quánh bắt nha. Thì mình sẽ bủa xuống nước rồi để con mực nó vô rồi mình kéo có mình bắt nha nha. Rồi mình đi quay cái thời gian dài đây cho cả nhà xem, rồi cái đầu ra tới chỗ bủa mình sẽ quay cho cả nhà xem nha, lúc bủa như thế nào tới lúc nào kéo như thế nào nha, rồi bắt mực độ này kia như thế nào nha. Thì cả nhà theo dõi video mình nha, để như cuối video coi nó có những gì hay không nha cả nhà ơi. Rồi thì cả nhà thấy video mình có hay hữu ích thì cả nhà đăng ký cho mình một like và đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nha. Mong được cả nhà ủng hộ. Rồi ra bố cả nhà ơi. Rồi bố đi. Cảm ơn các bạn.
Rồi, hết rồi, có neo cả nhà. Rồi, dục đi. Neo về nghỉ ngơi về, sáng kéo rồi quay cho cả nhà xem nha. Giờ này có neo cả nhà nghỉ đi. Sáng cái đầu tới giờ kéo rồi bắt đầu quay cho cả nhà xem kéo ốc như thế nào. Vậy đó cái nhà đó, nhưng mà cái dàn ốc này kéo gòi là cỡ 4-5 tiếng đồng hồ mới gòi nha, lâu lắm. Cái thùng này kéo lên bỏ cho bánh, bỏ vô thùng. Thấy không? 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 Thấy không?
để coi chút xíu coi ảnh gào nha. Á à, nằm kích chiều ra luôn ta. Chưa ra đó kìa. Đó chưa ra đó kìa. Đó. Lại ảnh được chứ. Đang chuẩn bị cho gà chưa chịu ra nó cái này, nó chưa chịu ra. Quá trời một cái bự cái này. Con ghê lắm đó, nhưng mà không có nước họ nó mới bò ra đó. Con này bây giờ chưa bò ra nữa này nha mày. Con tư đó, nó gà đó cái này, nó đâu con đó gà con khác gà đó đâu gà anh chỉ gà anh gà bò ghê không gà bò ghê không đó. còn đó con đó gà con đó gà đó. Ủa, kích con này hoài nó chưa chịu ra nè, nó lì rồi. Con kia mấy con kia tao bò ra rồi, nó con kia nó bò ra đâu. Còn một cái bự. Chuyên nghiệp kéo dĩ đàn ông ảnh đội cái nón lá y ra như là lính mà ngụy xưa cả nhà được không đó. Anh kéo tài trên quơ quá dữ đó. Anh cái mẹ nó lên ghê không, mẹ lăn như là trống trống đó. Con bạc tuộc thì quá ghê ra đó. Đó, trời này thì cái giờ ốc này kéo gọi tới cỡ năm cái tiếng hồ luôn vậy. Thì mình chia sẻ cho cả nhà chị đó, cả nhà xem thấy có hay thì ở nhà cho mình một like nha.
có yêu quý mình thì đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nữa nha. Cả nhà mình muốn mình quay những cái cảnh tượng gì đẹp thì cả nhà hãy comment ở dưới cho mình để mình quay cho mấy nhà xem những clip sau hay hơn. Nó vô trong ấy đó. Thấy không? Đây. Đây. Điều đó có một nó bò trong đó đó, nó nằm trong góc kia đó cả nhà. Đó, thấy không? Không ghê không? Cũng dài lắm rồi nhà ơi. Mình cũng kết thúc video đây nha. Ở nhà thấy có hay thì ủng hộ mình cho mình một like, đăng ký kênh để đón những video tiếp theo của mình nha nhà ơi. Rồi bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Sau mình có rảnh thì mình quay cho mấy người xem nữa nha. Đó rồi.